thế như hóa làm phật hóa làm như lai hóa làm như lai nhưng không có tâm ý thức không có thân không có thân nghiệp không có ngữ không có ngữ nghiệp không có ý không có ý nghiệp nhưng làm tất cả phật sự lợi ích hữu tình vì sao vì thân lực của phật việc hóa làm mà Bồ Tát hành phương tiện thiện, thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, không có thân, không có thân nghiệp, không có ngữ, không có ngữ nghiệp, không có ý, không có ý nghiệp. Vô tầm dụng công thường làm Phật sự lợi ích hữu tình. Vì sao? Thừa xá lợi tử. Vì các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xào ban nhã, ba la mật đa sâu xa, thông đạt các Pháp đều như huyễn, tâm không phân biệt, nhưng các hữu tình luôn nghe thuyết Pháp. Đại Đức nên biết trí tuệ của bát nhã này